Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 1. Bài 6. Các số có nhiều chữ số. Trang 17-18. Cô giáo mời các con quan sát tranh vẽ trong sách giáo khoa. Đây là bức ảnh chụp Hồ Gươm ở Hà Nội. Bạn Nam nói, năm 2020, số dân của thành phố Hà Nội khoảng hơn 8 triệu người. Và đây nữa, các con quan sát tiếp. Đây là bức ảnh chụp chợ Bến Thành thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nữ nói, năm 2020, số dân của thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 9 triệu người. 8 triệu và 9 triệu là những con số chúng ta đã được làm quen rồi. Nó cụ thể như thế nào, chúng ta lại tìm hiểu tiếp nhé. Cô giáo có 100.000 hay còn gọi là 1 triệu. Số 1 triệu viết là gồm 1 chữ số 1 và 6 chữ số 0. Như ở bài trước chúng ta đã biết, viết đến triệu là chúng ta có 6 chữ số 0. 3 chữ số từ bên phải, đấy, thì cứ 3 chữ số chúng ta viết gọn vào một nhóm, sau đó chúng ta cách một khoảng rất là nhỏ. Sau đó chúng ta lại viết tiếp 3 chữ số 0 nữa. Đấy, rồi chúng ta viết chữ số 1 cũng cách ra. Đấy, một khoảng nhỏ thôi. Nếu như trong vở ô ly chúng ta cách ra khoảng một ô ly nhỏ. Tiếp 10 triệu hay còn gọi là 10 triệu. Viết là chúng ta viết số 10 này. Đấy, sau đó chúng ta viết triệu, triệu gồm 6 chữ số 0. Đấy, và các con lưu ý là cứ 3 chữ số chúng ta viết gọn vào với nhau và cách một khoảng. 10 triệu hay còn gọi là 100 triệu. 100 triệu viết là chúng ta viết số 100 này, sau đó viết 6 chữ số 0 bởi vì nó là triệu. 100 triệu hay còn gọi là 1 tỷ. 1 tỷ viết là 1 chữ số 0 và 1 chữ số 1 và 9 chữ số 0. Đấy, và 9 chữ số 0. Và chúng ta cũng lưu ý là cứ 3 chữ số, đấy, cứ 3 chữ số 0 chúng ta viết liền vào nhau và cách một khoảng nhỏ. Tất cả các số 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ, những số này là những số có nhiều chữ số. Để củng cố về các số có nhiều chữ số, bây giờ chúng mình làm bài tập các con nhé. Bài 1. Hãy đếm thêm 1 triệu. Từ 1 triệu đến 10 triệu. B. Hãy đếm thêm 10 triệu. Từ 10 triệu đến 100 triệu. C. Hãy đếm thêm 100 triệu. Từ 100 triệu đến 1 tỷ. Với bài 1 câu A, hãy đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu. Bắt đầu chúng ta sẽ đếm từ 1 triệu đến bao nhiêu? Đến 10 triệu. 1 triệu chúng ta viết thành số có 7 chữ số, gồm 1 triệu chúng ta viết 1 trước và triệu là có 6 chữ số, 6 chữ số 0. Viết gồm 1 và 6 chữ số 0. 2 triệu cũng vậy, viết chữ số 2 và 6 chữ số 0. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu. Đấy, các con lưu ý cái chỗ 10 triệu này. Thì đây là 10 triệu này, đấy là 10. Và triệu là thêm 6 chữ số 0. Câu B. Hãy đếm thêm 10 triệu từ 10 triệu đến 100 triệu.
Chúng ta bắt đầu đếm từ 10 triệu đến 100 triệu. 10 triệu tức là 10 triệu. 10, chúng ta viết 10. Và triệu là thêm 6 chữ số 0. 20 triệu tức là 20 triệu. Chúng ta viết 20 và 6 chữ số 0. Tương tự như vậy, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, 6, 7, 8, 90 triệu cũng vậy. 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu, 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu, 100 triệu. 100 triệu tức là 10 triệu. 10 triệu chính là 100 triệu. Riêng 100 triệu này là nó có mấy chữ số? Nó là có 9 chữ số. Đấy, có 9 chữ số. Còn 90, từ 10 đến 90 triệu là có mấy chữ số? Là 8 chữ số. Còn 100 triệu là 9 chữ số. Câu C, hãy đếm thêm 100 triệu từ 100 triệu đến 1 tỷ. Mỗi lần chúng ta thêm 100 triệu bắt đầu từ 100 triệu đến 1 tỷ. 100 triệu. 100 triệu. Thì chúng ta viết thành số mà gì? Đầu tiên ta viết số 100 đã, sau đó 6 chữ số 0 là triệu. 200 triệu cũng vậy. Viết 200 và 6 chữ số 0. 300 triệu. 400 triệu. 500 triệu. 600 triệu. 700 triệu. 800 triệu. 900 triệu. Đấy, 900 triệu. Rồi đến 100 triệu, phải không? 100 triệu chính là 1 tỷ. Các con lưu ý, 900 triệu. Đấy. Từ 100 triệu đến 900 triệu là các số có 9 chữ số. Còn 1 tỷ là mấy chữ số? Là 10 chữ số. Đấy không? 1 tỷ là 10 chữ số. Như vậy, ở bài tập 1 vừa rồi, chúng mình chúng ta sẽ đếm thêm từ 1 triệu đến 10 triệu, 10 triệu đến 100 triệu, rồi từ 100 triệu đến 1 tỷ. Các số chúng ta vừa đếm là số có nhiều chữ số. Chúng ta chuyển bài tập 2. A. Đọc các số sau. B. Viết các số sau rồi cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0. A. Đọc các số sau. Ở đây có 4 số. Số có 1 chữ số 2 và 6 chữ số 0. Ở đây chúng ta là 2, đây chính là 2 triệu. 2 triệu, 2 và 6 chữ số 0 ta đọc là 2 triệu. Số gồm 1 chữ số 5 và 6 chữ số 0 ta đọc là 5 triệu. Số gồm 1 chữ số 4 và 7 chữ số 0 thì ta thấy là cứ một nhóm. Chỗ này là hai nhóm, mỗi nhóm 3 chữ số 0, đây là triệu rồi, phải không? Và 40 này nữa là đây là 40 triệu. Chúng ta thấy ở đây có hai nhóm từ phải sang. Đấy. Hai nhóm, mỗi nhóm 3 chữ số 0, đây là triệu. Và chữ số 600 này nữa, đây là số 600 triệu. Câu B, viết các số sau rồi cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0. Như vậy bài có hai yêu cầu. Từ cách
đọc này chúng ta viết thành số. Và trả lời câu hỏi là gì? Mỗi số có bao nhiêu chữ số và mỗi số có bao nhiêu chữ số không? Trước tiên cô giáo có số 80.000. Từ cách đọc 80.000 chúng ta viết thành số. 80.000 chúng ta viết 80. Nghìn là có 3 chữ số. 3 chữ số 0. Số 80.000 gồm mấy chữ số đây? 3 chữ số 0 và số 80 nữa là 5 chữ số. Có 5 chữ số. Có mấy chữ số không? 1, 2, 3, 4 chữ số không? Có 4 chữ số không. Số tiếp theo là số 60 triệu. Đấy, 60 triệu thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ viết thành số gồm 60. Triệu là viết 6 chữ số 0 nữa. Đấy, các con lưu ý cứ 3 chữ số 0 chúng ta viết thành một nhóm. Đấy, và chúng ta cứ có khoảng cách cứ 3 chữ số chúng ta viết liền vào nhau và các nhóm này chúng ta có một khoảng cách. Số này có bao nhiêu? 6 chữ số 0 với chữ 60 nữa là 8 chữ số. Có 8 chữ số. Có mấy chữ số không? 6, 7 chữ số không. Có 7 chữ số không. Số tiếp theo, 32 triệu. 32 triệu, trước tiên ta viết số 32 và triệu, chúng ta viết 6 chữ số 0. 3 chữ số vào một nhóm. Số 32 triệu gồm có mấy chữ số? Có 8 chữ số. Và có mấy chữ số không? Có 6 chữ số không. Số tiếp theo là số 40 triệu. Chúng ta viết số 40 trước này. Triệu là mấy? 6 chữ số 0. Số 40 triệu gồm mấy chữ số? Cũng có 8 chữ số. Có mấy chữ số không? Có 7 chữ số không. Số tiếp theo là số 500 triệu. 500 triệu. Chúng ta viết 500 trước. Rồi triệu là 6 chữ số 0. Số 500 triệu này có 9 chữ số. Có mấy chữ số không? 8 chữ số không. Và số cuối cùng 240 triệu. Trước tiên chúng ta viết 240. Triệu là viết 6 chữ số không. Số 240 triệu, chúng ta có 9 chữ số.
Và có bao nhiêu chữ số 0? Có 7 chữ số 0. Bài tập 2 vừa rồi chúng ta đã ôn luyện về cách đọc và viết các số có nhiều chữ số. Bài 3, số. Quan sát bài tập. Ở đây có 2 tia số. Trên mỗi tia số được chia các vạch đều nhau. Ở các vạch có những vạch có viết số và có những vạch là có dấu hỏi chấm. Nhiệm vụ của các con, chúng ta sẽ viết số vào các ô có dấu hỏi chấm này. Quan sát tia số thứ nhất, chúng ta thấy ở trên tia số này được chia làm các vạch đều nhau. Bắt đầu là số 1 triệu, rồi đến số 2 triệu. Giữa số 2 triệu và 4 triệu là có một vạch ở giữa. Như vậy chúng ta sẽ điền số nào? Muốn điền được các số vào các vạch để chống này, chúng ta phải nhìn quy luật, phải không? Từ 1 triệu đến 2 triệu, chúng ta thêm 1 triệu thêm 1 triệu bằng 2 triệu. À, như vậy quy luật của dãy số này là cứ thêm 1 triệu. 2 triệu thêm 1 triệu bằng 3 triệu. Chúng ta điền số 3 triệu vào chỗ trống này. Bốn triệu thêm 1 triệu bằng 5 triệu. Chúng ta điền 5 triệu vào vạch tiếp theo. Năm triệu thêm 1 triệu bằng 6 triệu. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong tia số thứ nhất. Tiếp tục chúng ta quan sát tia số thứ hai. Tia số thứ hai cũng được chia làm các vạch đều nhau. Bắt đầu là 10 triệu, rồi đến vạch để trống, rồi đến vạch 30 triệu. Muốn điền số tiếp theo vào vạch để trống giữa 10 triệu và 3 triệu thì chúng ta thử đoán xem là bao nhiêu. À, mỗi lần chúng ta thêm 10 triệu, phải không? 10 triệu rồi đến 20 triệu, 20 triệu rồi đến 30 triệu. Như vậy ta điền 20 triệu vào vạch để trống. ba mươi triệu rồi tiếp đến thêm 10 triệu nữa là 40 triệu. Bốn mươi triệu thêm 10 triệu là 50 triệu. 50 triệu rồi đến 60 triệu. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài số 3. Ở bài 3 chúng mình điền số tự nhiên trên các tia số. Các số chúng mình vừa điền trên tia số là những số có nhiều chữ số. Bài 4. Nói cho bạn nghe giá bán của một số đồ vật sau. Cô giáo mời các con quan sát các đồ vật ở trong bài tập 4. Chúng ta thấy ở đây có gì? À, chiếc máy tính xách tay, máy giặt, rồi là tủ lạnh, ô tô. Trên mỗi đồ vật đã có giá tiền của mỗi đồ vật viết bằng số. Bây giờ chúng ta nói và chúng ta ghi bằng chữ giá tiền của các đồ vật. Trước tiên, giá tiền của máy tính xách tay, ở đây là gì nhỉ? 21000000. Số này là bao nhiêu? À, đây chính là 21 triệu. Cô giáo viết chữ 21 triệu vào
vào bàn đây, đây vào 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 cái máy tính xách tay, phải không? 21 triệu. Đồ vật thứ hai là chiếc máy giặt. Chiếc máy giặt với giá số 9 và 6 chữ số 0. Đây là 9.000 đồng. Như vậy chiếc máy giặt có giá 9 triệu đồng. 9 triệu đồng. Tiếp tục, cái tủ lạnh số 12 và 6 chữ số 0. Đấy, và 6 chữ số 0. Như vậy, tủ lạnh có giá là 12 triệu đồng. 12 triệu. Và cuối cùng là chiếc ô tô. Chiếc ô tô này có giá bao nhiêu? 650.000.000. 6 chữ số 0 này là triệu. 650 là 650 triệu. Như vậy, chiếc ô tô có giá là 650 triệu. Như vậy bài 6 vừa rồi chúng mình đã tìm hiểu về các số có nhiều chữ số. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.